Đụng nó dễ dữ em. Câu ai? Ê. Đầu đỡ mình đồng câu mà từ từ. Đây. Đây. Wow, cái gì đã đẹp gớm không? Chào anh em, bữa nay mình sẽ quay cảnh anh Năm Covid câu cá ràng cho mọi người xem. Anh đang ở sau chuẩn bị những cái đàn câu. Bây giờ mình sẽ quay cảnh anh Năm câu cá. Mời mọi người cùng đón xem toàn bộ video nha. Đây, anh Năm Covid đang câu cá nha anh em. Lên gần mặt nước kéo chùm chùm đi. Rồi, bao đến Năm Năm rồi. Nghe đây nó chế vô ông. Chế gì đâu mà đêm. Đó, bò. Con đi chắc được bữa cơm chiều ạ. Hút như ông nào. Kê đi có một lần. Được. Rồi, wow, dễ em. Dễ cho em chuẩn bị lên sóng á. Dễ cho đẻ được chưa. Chiều nấu canh chua. Câu mới chiều nấu cho anh sao. Wow. Đây mà con đây chắc nửa ký á. 500 mg. Đây mình cầm ké lên mình quay cho nó hấp dẫn. Đục nó dễ dữ em. Đây. Đây. Wow, cái gì đã đẹp gớm không? Từ gì cũng mình đồng câu với ké em từ kế đâu mà tranh re câu ông đâu có được lên YouTube đâu. Làm hợp đồng mới ông Minh đồng năm mà ông chưa vô biên chớ mà lên YouTube ông chị. Tôi đem 500 gram hồi quá rồi chắc cỡ 300 gram vậy đó. Ông con đây cỡ 3 lạng à. Đó. Đồ kế duy đẹp vậy không? Tuyệt vời. Mùi chắc là rượu mùi không ngọt quá. Ông Năm còn con nào nữa không? Đấy, vũa vậy đó. Tiếp tục nha anh em. Bi mà lẹ không dễ đâu. Wow, bì bì gì đây? Bì đây, bì gì đây? Nói mấy trăm gram vậy không tí? 200 gram đấy. Nói tên. Đồ. Bì lẻ với bì gì? Cái ngon không rồi chưa? Cái bì đó. Hai em. Giấu rồi. Mới câu 5 phút mà hai con à. Anh Năm câu thêm được ba con cây cảnh nữa. Đây là đảo Hòn Mung trước mặt Vịnh Nha Trang nha anh em. Quay tổng thể đảo Hòn Mung cho anh em xem. Tàu kéo. Xem cho luôn không? Ý bài, ý bài, quá đẹp. Đồ, mấy anh chèo khen dễ á. Cái mũ nha các bạn. Mũ đỏ. Thêm rau nữa, cái mũ tiếp. Ừ,
Mũ đi rồng bên sống luôn. Đồ anh lợ danh đố á. Đồ hai anh, một anh câu được con và đi bay. Mũ đi hầm cái mũ đâu? Lên. Đúng hầm cái mũ anh em ơi. Kéo. Đó, phong tha đi nhậu. Kéo cái kèo luôn. Mũ nhỏ vậy. Đó, hầm đi hầm mũ nè. Đây quay hình ảnh anh me đi. Câu kế chút xíu che. Thấy gì ở đây? À đây. Con gì đây? Mú luôn hả? Cái mó. Quay ông lợi dùng nú này, lên được hình rồi đẹp. Y bai. Wow. Đây, thành quẻ hồi nãy câu được 4 con ke mú. Như ở đằng kia một con ke mó nữa. Còn cây khe cây trét ở dưới không phải mấy ông câu nha. Gì đâu? Đều dơ lên thử em thấy gì đây? Đấy, đưa lên. Cống là còn là to gì nè. Còn một cái đi không? Kéo. Đó. Đưa ra tí. Thêm một em mú nữa. Kêu. Anh Nam Covid câu thêm một con gà mú nữa. Đi bay. Em Covid câu tiếp. Cái to quá to luôn. Ồ con chết to à. Wow, nó biết. Mày cái gì mà mày? Giáng lưng luôn cối to. Đâu cái gì mà hay đâu. Kế mẹ. Thôi đang chút cái to. Mú. Cái đấy là không em bằng miệng em mừng men. Anh chị anh mới ăn anh biến chứ đâu có anh màu đâu. Đây bên đây anh em câu cũng được thêm nãy bên kia câu 5 con, bên này câu cũng thêm được 3 con ke mú nữa, với con ke thẳng, con ke róc. Đây là khu vực làng Bích Đầm nằm trên đảo Hòn Tre. Tàu ghé chị dữ quá trời dữ. Tàu ghé anh Quốc Tưởng. Đục mì tôm mà thấy mực không à? Một tô thì hai tô. Mày máu vinh lứ sao không chạy gió chứ. Bé to. Bốn to. Đen to nữa, năm to. Đây thêm to nữa, sáu. Hồi nãy quay mới năm to. Giờ thêm to nữa, sáu. Còn mấy to kia ăn ngủ khuya. Đây, mặc cổ sáng anh em ăn mì tôm. Còn lấy đi phơi. Phơi này khô xong à. Phơi khô làm món món gì ta? Gọi là sết á, rem á.
Mặt này con cũng không có nhỏ lắm. Vừa. Sáng lừa mấy con to chớm như tôi mà. Diễn với các bạn xem hết rồi, giờ còn mấy em nhỏ nhỏ thiếu nhi này, mấy mini đây là đem đi phơi. Mực này đâu phải mực đầu to rồi ta. Này phơi nó khô dịu dịu bắt đầu rem nó mới ngon. Này nó ngon hơn cái mực mà ở trên bờ chúng ta hay ăn, cái mực cũng phơi nguyên con mà loại dạng mực mặn á. Mực mặn thì nó mặn quá, mặn nó mất chất. Tuy nhiên là cái mực mặn là nó phải phơi khô và xương mặn vậy nó mới bảo quản lâu được. Năm Covid. Em sang bài trên ghe nè anh em. Đi luôn. Đón ra biển quên bài, sang bài đây quýnh lớn lắm đó nha. Phải sang nhỏ đâu nha. Em grab like. Có em grab nè. Nè, grab đây. Ý bài. Nó buồn á. Hơi cuồng ngang. Đồ quá đưa dần thử với ai gì làm một đống bông tay luôn. Đây mình sẽ quay món mực rem dầu Mavila do anh Hoan phụ trách. Đầu bếp Lơ Hoan là đã từng có kinh nghiệm 2 năm công tác bên lĩnh vực ẩm thực ở Nha Trang. Thì anh chị nào mới mở quán nhậu mà thiếu nhân viên phụ bếp thì liên hệ với anh Hoan. Đồ, mấy giờ chứa mắm vô nhìn hấp dẫn gớm không? Mực sáng anh em chứa mì tôm còn khoảng 2 kg phơi, chiều nay lấy rem mắm. Đây là cảnh của đảo Hòn Mun nha anh em ơi, đảo Hòn Mun ở trước Quỳnh Nha Trang nha anh em, đẹp quá ha. Chiều nay sẽ ăn món mực rim dầu Mavila.